Hôm qua, Tòa án Nhân dân Hà Nội xét xử vụ án đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi gây tử vong, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, tử hình về tội giết người và 4 năm tù do cố ý gây thương tích, tổng hợp mức án là tử hình. Cáo trạng xác định năm 2012, chị Nguyễn Thị Luyến kết hôn và có 3 con gái. Sau khi vợ chồng ly hôn đầu năm 2021, hai con lớn ở với bố, con út ở với mẹ. Tháng 9 năm 2021, chị Luyến chuyển về phòng trọ của Nguyễn Trung Huyên chung sống như vợ chồng. Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021, tại phòng trọ, Huyên nhiều lần dùng thủ đoạn tàn độc gây tổn hại sức khỏe cho bé gái 3 tuổi, nhưng đều được phát hiện cuối chữa kịp. Đến sáng ngày 17 tháng 1, Huyền đóng liên tiếp 11 chiếc đinh nhỏ dài 2,1cm vào đầu đứa trẻ gây tổn thương nặng. Sau đó, nạn nhân tử vong tại bệnh viện. Bị cáo thực hiện hành vi giết người vô cớ với mong muốn tước đoạt mạng sống để không phải nuôi dưỡng, không ảnh hưởng cuộc sống riêng. Đối với chị Nguyễn Thị Luyến, mẹ nạn nhân, tòa xác định dù có mâu thuẫn trong lời khai, song chưa đủ cơ sở để truy tố về tội danh bao che, không tố giác hoặc đồng phạm giết người sau đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng hội đồng xét xử đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để đảm bảo không bỏ lọt tội phạm